Ok, hello, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em với công cụ Instant Data Swapper này của cửa hàng Chrome trực tuyến này ở đây nhé. Thì công cụ này sẽ giúp ích cho anh em là sẽ ích trang toàn bộ data from webpage và sẽ export cho em ra file Excel và file CSV. Đó. Thì để cài đặt công cụ này thì anh em sẽ vào Chrome Extension Store này ở đây nhé. Và anh em sẽ tích hợp và anh em sẽ search cái từ khóa Instant Data Swapper này đây. Video tiếp theo anh sẽ anh em ở đây cài đặt rồi đó. Mình cài đặt rồi anh em sẽ cài đặt, click vào phần cài đặt ở đây nhá. Đó, sau khi cài đặt thì anh em sẽ có phần tiết định vào đây thì anh em sẽ đính ghim cái này lại ở đây đúng không? Ok, tiếp theo anh em sẽ vào cái một cái Facebook đó, và anh em sẽ vào một nhóm bất kỳ của anh em đó. Dù ở đây mình sẽ chọn một nhóm bất kỳ này ở đây đó. Thì đây là một nhóm mình đã dò view page được của Joy là 5,9k member này. Thì cái tool này hoàn toàn anh em có thể là extract ra toàn bộ phát là 5,9k member như ở đây nhá. Anh em sẽ click vào phần people ở đây đó. Tiếp theo anh em sẽ click vào phần là cái tiện ích này ở đây đó. Mình đã đi kèm gym này ở đây rồi đúng không ạ? Ok, anh em sẽ xem nhá, anh em sẽ xem cái đó. Thì đây họ đang mặc định là chọn đang quét vào cái bảng này đây rồi nhá. Anh em sẽ click vào phần là Infinite Scroll và anh em sẽ click vào phần là Start Scrolling ở đây đúng không? Anh em sẽ nhìn cái thông tin nó bật này, đúng không? Ví dụ đây là Scroll 36 này đúng không? Scroll 46 này đúng không? Working time là 5 giây, 7 giây này đúng không? Mỗi con trong khoảng là 3 giây sẽ screen được khoảng là 10 người ở đây đúng không? Và anh em thích dừng lúc nào cũng được nhé. Anh em thích dừng lúc nào anh em click vào phần là Stop Scrolling ở đây đúng không? Đó. Thì đây là toàn bộ cái dữ liệu trong file CSV và file Excel của anh em đó. Working time đây đó, tổng đây anh em đã screen được khoảng là 146 đó. Ví dụ như đây mình không muốn nữa thì mình sẽ stop ở đây đó. Và anh em sẽ hoàn toàn xem kết quả ở đây đó. Hoàn toàn thông tin là Facebook group này đó, thông tin về tên này đó, tên này. Đó. Ngày giờ tham gia đó. Join khoảng là lúc nào và đây là thông tin đó. Thì em có thể xuất ra file CSV hoặc là file Excel nhé, hoặc anh em có thể copy toàn bộ copy ở đây đúng không ạ? Sau đó anh em sẽ paste vào phần là Excel sheet này đây hoặc là Google sheet online ở đây nhé, đúng không ạ? Okay. Đây sẽ có toàn bộ thông tin ở link ở đây nhé, link là một này, tên là hai này, đó. Thời gian join là khi nào, đây là location đúng không ạ? Đó, mình sẽ chỉnh sửa lại ví dụ đây là URL đó. Anh em sẽ toàn anh em sẽ quản lý toàn bộ cái dữ liệu này theo cái mục đích của anh em, ví dụ đây là name đó, đây là tab. Thì ở cái link này anh em hoàn toàn có thể click trực tiếp vào nhé. Đây ví dụ như mình click vào link cá nhân của bên này chẳng hạn đúng không? Ok đấy, anh em có thể click trực tiếp được từ cái Google Sheet này nhé. Đó. Đấy, rất hay là anh em có thể click trực tiếp và anh em có thể nhắn tin cho từng cái đối tượng khách hàng từng người một đó. Thì anh em click đây đúng không ạ? Ok, thì đấy là một vài thông tin trong video ngày hôm nay. Đó, hẹn gặp lại anh em ở video sau.